Anh em đi cắm câu đứng lại ngay cái nhà để cắm câu ếch này, tạo điều kiện cho quan cắm câu đứng rồi cắm mấy bữa cứ cắm câu ếch hoài coi cũng thấy chán nha, nên mình đổi rồi nghề lại cắm câu cá rồi. Mình khỏi đi đâu xa cái nhà, một con cá lóc nằm cá đống rồi cái nhà, biết còn sống hay chết cái nhà, xuống quá đem về thả luôn đó. Không thấy sống hay chết đi, sống còn mở mắt cái nhà, sao nó không thấy chạy gì. Đây là nước cạn nha cái nhà, cạn nè đó, cá lóc kìa, nằm kìa, xuống cái đây cá rùa. Sao con này nó mắc cạn ở đây, nó không chạy luôn cái nha. Đây nè, đó còn sống cả nha, mình bắt chị đem thả. Ấy da, ê chạy đó gì, ê đi nước sâu rồi cái nha. Cá lóc nhỏ à, đây người ta khai nước cạn queo cái nha. Để xuống bắt con nè, đâu à, đó. Ê, con này con khác cái gì phải nó. Không phải. Đây có nữa. Hai con cái nhà. Ừ. Cá rô nhóc luôn. Cá rô nhóc nhỏ nhất. Đó một con cái nhà. Đây, còn con nữa. Đó, con kia. Con rồi cái nhà. hơn nguyên cặp cá lóc. Đó, con nó nhảy. Đó rồi, hai con đó, để cho nó nhảy bên kia đi. Đem về nuôi nó cái này.
con bự con nhỏ. Nói gì ở đây cá mưa, cá nó xuống hết rồi nè. Cỡ này mà cá lóc lên tới đây là biết rồi. Đó, hai con cái nhảy. Đây, thấy đây. Nè, thấy cái gì nó vô đây. Còn cái nó nằm đó. Hai con, cá rô cũng nhỏ nhỏ nhóc. Rồi mình lụm hai con này cái. Nè, một con. Ê, rớt nữa đây. Hoài vậy. Mò này. Đó, đi chỉnh thôi. Chạy ha. Tao bắt mày. Hai con. Được. Nó nước cạn nó chạy xuống vậy đó cả nhà. Bởi vì nó xuống kinh hết rồi cả nhà ơi. À, xuống kinh này nè. Con bọng xuống cho bá luôn. Mình thả đây nè. Đem về mình nuôi. Quan liệu nãy giờ cắm cũng mấy cân à. Coi chừng nào à. Để tối đi thăm à, chưa cần quay tiếp cho cái nhà xem ha. Cắm cầm câu này cũng rất lâu cái nhà. Nãy giờ anh em mới đặt còn hai cân nữa mới xong cái nhà. Còn hai cân nữa nhưng mà tối rồi. Mở đèn lên cái nhà. Còn có hai cân nữa. Tranh thủ đang về cái nhà. Tối 9, 8, 9 giờ về ra thăm. Móc mũi vô luôn nha. Hai cân nữa. Con cá nó ụt cái nhà luôn. Cá nó ụt mới gầm. Cá nhiều mà khó cắm lắm nha. Cỏ không. Đợi 8 giờ tối mình đi thăm quay tiếp cho cả nhà xem ha. Coi cá nó ụt. Hình như dính cái gì. Dính rồi. Gì đó, 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 đó. Đây là trên đường đi về thôi cả nhà. Mình mới cắm xong rồi quay lại dính không biết cái gì cả nhà. Ô, cá rô. Bự không? Cá rô cả nhà. Dính rồi cả nhà. Mới quay diện cái dính rồi cả nhà. Có mau ăn lắm cả nhà. Ui. Cỡ này là ngon lành rồi cả nhà. Đây cả nhà. Đó. Cá rô kìa. Này là quá êm, mới quay lại cái dính đi cả nhà. Phải nhỏ luôn nha cái nhà. Nè. Rồi. Bỏ vô đi. Bỏ vô thùng nước nữa. Ba con. Hai con cá lóc vừa bắt được, một con cá rô nữa cả nhà. Mới quay về. Trời mới sập tối nè. Cắm xong quay về anh em quay về dính. Phải dính chi cá lóc bự bự đỡ. Cắm ngoài sóng luôn cắm. Đi, đi tiếp. Tiếp cái nhà. Chưa tới giờ đi thăm mình dính trước rồi. Thì hôm nay mình đi thăm gần câu cái nhà. Thì quan liệu bỏ cuộc, quan liệu nó bị số cái nhà. Thì chỉ có mình nên chưa cường đi thăm thôi. Quan liệu nó cắm xong nó bị sốt nóng lạnh cái nha. Để chiều cường cố gắng đi thăm cho cái nhà xem lỡ cắm rồi cái nha. Thì mình ơn thôi. Giờ nước hiện tại nước cũng lên cũng đầy này cái nha. Rồi mình qua cầu bên kia ra thăm mấy cần bên kia cái nha ha. Năng liệu hồi chiều nó thấy nó yếu yếu chân mình rồi cái nha. Đại nó bị vừa cắm xong cái tắm bắt đầu nóng lạnh luôn cái nha. Chiều cường cũng cố gắng mình ôm cho cường cũng đi thăm đi lỡ cắm rồi cái nhà bỏ không ngủ bây giờ bỏ mồi bỏ về dế cũng còn nhóc nè bỏ mồi ủ quá cố gắng thăm cho đôi rồi cường đâu quân lượng cắm đâu thì chịu mình cũng không nhớ nữa vì anh em không nhớ cường nữa cắm hồi nãy nước chưa lên nữa cái nhà. Giờ nước lên khó lắm. Đây một trường thực tiên. Nếu mình coi con mồi không mình thêm mồi cái nhà. Nước cũng lên dữ lắm. Sáng là kiếm con câu không gặp luôn á. Gặp mồi không?
hết mồi. Thôi để chị Cường móc mồi cái nhà. Nãy giờ đi thăm cũng bọn cần cái nhà, cũng mấy cần mà không thấy dính cái nhà. Rất nhiều cần. Chưa thấy hiện tượng gì hết. Toàn hết mồi đâu. Hết nữa nữa kia. Hết mồi không. Đây dính này cả nhà. Dính này. Nè, này ba con nó lùi cả nhà. Nhịp nhịp luôn, biết cái gì cả nhà. Lùi lùi. Biết cái gì. Cái chì cả nhà. Cái chì. Một con cái chì cả nhà. Con cái chì đầu tiên. Này. Vui. Con cái chì. Cái chì gì đây? Cái nhà dính này nó cũng hơi nhỏ cái nhà, chắc nó có trứng quá. Cái chì gì giống mà vàng vàng cái nhà. Cái chì biết cái chì gì nữa, nhỏ xíu đúng vừa cái này, đúng bự cái đúng có cái chì bự bự rồi dính lưới rồi. Đây này cái nhà. Con đầu tiên cái nha, đi cũng bọn cần cái nha. Để mình dỡ cái nha. Giờ cũng bộn cừng mới được con nữa nè, cũng được thành quả, có thành quả là mừng được chứ nha. Nếu quan liệu sáng nó hết bệnh, sáng cho quan liệu nó đi thăm mà chiều rồi đi làm rồi cái nhà, ngày mai tới chiều rồi đi làm rồi mình móc mồi tiếp tục cái nhà. Thấy cái nhớ này mừng. Nói chung nãy giờ đi cũng khá xa mà chưa thấy dính, nó cũng hơi buồn ấy. Mà mình cấm á thì không đi thăm thì không được. Nó nhớ rồi. Một con đầu tiên rồi tiếp tục cái nhà, chừng nào dính đây chiều vườn quay tiếp cho cái nhà xem ha. Nãy giờ đi xa rồi gần hết cần rồi, chưa thấy gì nữa. Cần này có nhiệt nhiệt cái nhà, biết cái đâu có gì nhỏ xíu gì. Ồ, mình đụng cung cỏ tưởng thấy dính cái nhà khỏi rồi. Rồi mình móc mồi cái cái cần này chìm dữ quá, sẽ cắm chui quá, vậy chị tốt luôn, chị hết mồi không vậy ta? Nãy giờ đi sửa mồi không đó nha, mình hy vọng buổi sáng này. Giờ tối nay thất thu, gần hết cần, chưa thấy gì. Rồi, dính cá mà chết rồi cả nhà. Cá lóc mà chết rồi. Nó quăng tới chết rồi. Đây nè cả nhà. Cá lóc chạp má. Chết rồi. Nó ăn lên đầu giờ chiều cả nhà. Chết rồi. Nó quăng tự lửa.
nha. Con cá lóc cũng mới chết cái nha. Đây. Cũng mới. Ồ, nó táp nút lưỡi luôn. Cũng không có to. Rồi chiều cường tắt máy gỡ nha. Ủa quá cái nhà, chết rồi. Một con cá lóc, một con cá chê cái nha.